JK Audio, nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Vâng, hai đôi chép JBL ST200 phiên bản hộp rất là đẹp, và đây là hàng bãi Mỹ, rất là zin cho các bác. Về với anh Thọ ạ, vâng, anh Thọ ở quán Nhân Hòa Nhân Chính Hà Nội ạ. Đây anh họ đây ạ, vâng, anh Thọ Nhân Hòa Nhân Chính Hà Nội. Anh cũng đã đọc với em trước một ít rồi ạ. Vâng, 6 giờ tiếp cho anh. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Thọ nhé. Và đơn của anh Văn ở Bồ Sơn, thành phố Bắc Ninh ạ. Vâng, anh cọc bên em trước một ít rồi ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn hai anh nhé. Và bên em đang bày hai đôi của hai anh đấy ạ. Vâng, bên em đang test rất là cẩn thận trước khi gửi để tránh trường hợp hàng lỗi lầm. Vâng, về hình thức thì còn rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp anh Văn và anh Thọ. Vâng, các bác nghe thấy được cái giải thanh âm cao ạ. Vâng, tái tạo rất tuyệt vời. Chép rất mịn tơi, quyện, và đặc biệt là hỗ trợ cho những bài hát thiếu chép và những bộ dàn karaoke thiếu chép hay là những đô la hay trái chép thì nó can thiệp rất là tốt và hỗ trợ rất là tuyệt vời. Vâng, thì đó là hai đôi của hai anh đang bày đằng trước đấy ạ. Vâng, em đang kết hợp với đô la cây Kenwood ạ, một đô la cây Kenwood và một cái đầu giải mã ADAC X7 và một cái lưng tiếng CP600 và một cái vang KM80 bích và một cái đẩy hai kênh D400. Vâng, các bác thấy nhìn nó còn đẹp không ạ? Vâng, rất là đẹp nhá, rất là đẹp. Và bên em đang test luôn đấy ạ, đang test trực tiếp cho các bác để chúng ta cùng trải nghiệm. Vâng, cái này thì bên em cũng so sánh rất là nhiều video rồi ạ. Và đây là chúng ta nghe trải nghiệm trực tiếp thực tế đấy, tiếng những giải thanh âm cao nó tái tạo, nó hỗ trợ cho bộ dàn karaoke thiếu chép thì cái bài hát được rất là tươi sáng và hát không bao giờ bị rú các nhá. Đây là dòng chép rất là mịn tơi, nó không bị hú rít như các dòng chép trôi nổi hay rẻ tiền. Chép mặt trắng rất là đẹp. Các bác thấy những tiếng thanh âm cao không ạ? Vâng, hỗ trợ rất là tốt, và đặc biệt hỗ trợ cho những cái đôi là hai trái chép. Nhiều bác gọi điện về Zikado hỏi sao trái chép nhiều quá, thay chép liên tục. Vâng, các bác chỉ cần một đôi này thôi là hỗ trợ cho cả những cái đôi là bát 30, bát 40, vì đôi này công suất rất là khỏe, 400W. Và đặc biệt đây là hàng bãi xịn Mỹ cho các bác, vì thế là chất âm cực kỳ là tinh tế. Vâng, đó là đôi phía trên, bây giờ em sẽ đưa xuống đôi phía dưới ạ. Vâng, đôi phía dưới cũng đang hoạt động rất là tốt đấy nhá. Rồi thì hai anh thì đôi của hai anh trên dưới đều được, thì tất cả đều hoạt động như nhau, đang rất là ổn định ạ. Vâng, anh Văn và anh Thọ. Vâng, các bác ở gần em ở bên xe Gia Lâm thì bên em ship rất là tiện. Vâng, các bác nhìn thấy đấy ạ, vâng, rất là đẹp các bác nhá, đẹp không tì vết luôn ạ. Nó chỉ gọi là có một chút gọi là cũ theo thời gian thôi. Vâng, tất cả những đôi siêu chép nó rất là lớn này thì chúng ta có thể ghép những đôi la bát 30, bát 40, hoặc là những các bác ở trong Sài Gòn các bác hay chơi là kéo mà thiếu chép ấy, các bác cũng có thể kết nối được. Ánh ngoài trời rất là mạnh. Tất cả đây là bao zin cho các bác hết, xuất xứ Mexico các bạn ạ. Rất là chuẩn các bác nhé, các bác yên tâm sử dụng, không bao giờ, mà đặc biệt cái dòng này là chống cháy tuyệt đối luôn ạ, không bao giờ cháy luôn. Các bác dùng vô tư, các bác đánh đằng sau đẩy hoặc là đằng sau âm ly công suất lớn cũng được. Rồi các bác thấy hay thì các bác hãy like cho em một like trong video, và các bác hãy comment phía dưới để gọi là có những góp ý hay là cần tư vấn thì các bác hãy comment nhé. Bên em sẽ hỗ trợ chi tiết cho các bác làm sao sở hữu những cái sản phẩm tốt, và đặc biệt là cách phối ghép bộ giá karaoke rừng người ta hợp lý ạ. Vâng, thì anh Văn và anh Thọ hiện tại hai cái đôi chép của hai anh đang hoạt động rất là ổn định ạ. Vâng, sau đây em xin phép được bỏ ra đóng hàng cho hai anh nhé. Vâng, mình đang còn mấy đơn nữa phía dưới. Vâng, nhờ sự tin tưởng của các bác mọi miền Tổ quốc đấy ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả các bác. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.